Ban chỉ đạo 35 đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2023. Năm 2023, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch đã được các cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể trong toàn đảng bộ khối quan tâm lãnh đạo chỉ đạo. Công tác nắm bắt, đánh giá tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên và người lao động kịp thời, thông tin tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc trên mạng xã hội được tăng cường. Ban đã tổ chức 2 hội nghị tập huấn cho 210 lượt cán bộ, tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 35, triển khai các quy định, đề án liên quan đến 315 lượt cán bộ chủ chốt đảng ủy khối, thiết kế 17 infographic tuyên truyền trên website, fanpage đảng ủy khối.